Tại buổi biểu diễn đoàn tuồng cổ Đông Thinh do nghệ nhân ưu tú Vũ Linh Tâm phục vụ du khách quốc tế, hai tiết mục dân hoa và trích đoạn câu thơ Yên Ngựa là vở tuồng cổ thuộc hàng kinh điển, kể lại một trong những giai thoại lịch sử hào hùng nhất của dân tộc. Đây là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long, được Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã lập kế hoạch tổ chức khảo sát phát triển sản phẩm du lịch và biểu diễn thử nghiệm, giới thiệu loại hình nghệ thuật hát bội đưa vào phục vụ khách du lịch đến tham quan Vĩnh Long. Từ đó tổ chức lồng ghép biểu diễn thử nghiệm giới thiệu loại hình nghệ thuật hát bội đến với các doanh nghiệp du lịch lữ hành đưa vào phục vụ khách tham quan du lịch tại Vĩnh Long thời gian tới.